Thế chúc năm 18 xin chào các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Trần Lao Sư và Linh Tri Yen. Chúng ta sẽ đến với một clip mà Trần Lao Sư và Linh Tri Yen thực hiện ở trong siêu thị BC. Và trong cái clip này thì chúng ta sẽ học về các cái từ vựng chỉ trang phục, ví dụ như là quần áo, giày dép hoặc là váy áo chẳng hạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Quần áo, 特别好看的裙子，黄色的裙子. 牛仔裤来啦，牛仔裤，牛仔裤，牛仔裤 ，OK. 裙子特别好看的裙子，裙子 là cái váy, 特别好看的裙子 chiếc váy vô cùng đẹp. 裙子特别好看的裙子，黄色的裙子特别好看的裙子，黄色的裙子 nghĩa là cái váy màu vàng. Tiếp theo, 牛仔裤来啦，牛仔裤. Khu là cái quần, níu chải là cowboy, tức là cậu bé chăn bò. Cái quần của cậu bé chăn bò là níu chải khu, là quần bò. Níu chải khu lái là níu chải khu. Chân sàn lại là chân sàn, phần hồng sơ là chân sàn, chân sàn. Chân sàn lái là à, chân sàn, phần hồng sơ là chân sàn. Chân sàn là áo sơ mi. Chân sàn lái là à, áo sơ mi đến rồi đây. Chân sàn, áo sơ mi, phần hồng sơ là chân sàn, áo sơ mi màu hồng. Lại là màu zi, cái màu thay trầu là, xung đi. Thay trầu là, màu zi, màu zi. Ồ, tôi đã bông quay lại. Cái thay trầu, cái màu zi. Màu zi. Lại là à, màu zi. 这个帽子太丑了，兄弟. Lái là à, đến rồi đây. 帽子, cái mũ. 这个帽子, cái mũ này. 太丑了, xấu quá. 兄弟, người anh em. 因为林子燕不喜欢粉色，她比较喜欢黑色. Bởi vì bạn Lin Tri Yen, bạn khá là thích màu đen và đặc biệt là không thích màu hồng. Cần của quán chuyện xem phản, hoàn toàn là trái ngược với Trần Lao Sư. 我要崩溃了，我要崩溃了. 崩溃 nghĩa là sụp đổ hoặc suy sụp. 我要崩溃了，chết tôi mất thôi. 这个太丑了，这个帽子，这个太丑了, cái này xấu quá. 这个帽子, cái mũ này. 这裙子还不错哦，裙子刚刚咱们说到连衣裙，连起来的裙子叫连衣裙，连起来的裤子叫做连体裤。 这裙子还不错，裙子。 Căng căng giả mà xua đạo. Chưa chuyến dự cái váy này hãy bú chua đẹp đấy chứ. Chuyến dự váy. Căng căng vừa bán nãy giả mà xua đạo chúng ta đã nói đến. Chưa chuyến dự hãy bú chua. Chuyến dự căng căng giả mà xua đạo. Liên y chuyến. Liên là liền y là áo. Chuyến là váy. Liên y chuyến nghĩa là váy liền. Liên y chuyến. Liên chỉ lại đợt chuyến dự chào liên y chuyến. 连起来的裤子叫做连体裤，连起来的裙子，裙子 váy mà, 连起来的 gắn liền vào nhau, 叫 gọi là 连衣裙 váy liền, 连起来的裤子，裤子 là cái quần, 连起来的 gắn liền vào nhau, 叫做 gọi là 连体裤 quần liền áo, 连起来的裙子叫连衣裙, 连起来的裤子叫做连体裤. 连体牛仔裤啊，我们去找找啊。连体的牛仔裤啊，哦，这连体的牛仔裙，这连体的牛仔裙。哦，连体的牛仔裤，连体的牛仔裤比较短。连体的牛仔裤啊，哦，这是连体的牛仔裙。 Liên thị đờ níu giải khu nghĩa là quần bò liền áo. Tức là bạn phát hiện ra là nhầm. Chứ sự đây là liên thị đờ níu giải chuyến, váy bò liền thân. Níu giải chuyến là váy bò. Níu giải là chất liệu bò và chuyến là cái váy. Níu giải chuyến là váy bò. Liên thị đờ níu giải chuyến nghĩa là váy bò liền thân. Liên thị đờ níu giải khu à. Ồ, chứ sự liên thị đờ níu giải chuyến. 我们来看一下. Chúng ta cùng xem một chút nào. 我们来看一下. 连体的牛仔裤，连体的牛仔裤，比较短， khá là ngắn， 比较短。大家看一下手提包，手提包。大家看一下手提包，手提包。
大家看一下, mọi người hãy cùng xem một chút. Sổ thí bao, túi sách. Sổ là tay, thí là sách và bao là cái túi. Sổ thí bao nghĩa là túi sách. Sổ thí bao. 我们现在去看高跟鞋,我现在脚上穿的就是高跟鞋,很累。我们现在去看高跟鞋,我现在脚上穿的就是高跟鞋,很累。我们现在去看, bây giờ chúng ta đi xem. 高跟鞋, giày hoặc dép cao gót. 我现在脚上穿的, cái mà ở trên chân tôi đang sỏ bây giờ, 就是, chính là 高跟鞋, dép cao gót.Hận lây rất mệt bởi vì ngày hôm đó trưởng đoàn Superman Lính Gien quay rất là nhiều clip ở trong siêu thị và đi bộ vòng vòng trong siêu thị rất là nhiều. Tan sư Lính Gien nay sau chuan cao cần xía suy tha chuyện là hận lây bởi vì lúc đó là Lính Gien bạn ấy đi dép bao gót cho nên bạn ấy rất là mệt. 我们现在去看高跟鞋，我现在脚上穿的就是高跟鞋，很累。来口罩，口罩，口罩，口罩。来口罩，口罩，来 now 口罩 là khẩu trang, khẩu là miệng, trao là cái được chụp lại, cái mà được chụp vào miệng mình thì gọi là khẩu trang. 防晒衣来啦，防晒衣在越南必须要穿的防晒衣，太晒了这边。防晒衣，防晒衣来啦，防晒衣在越南必须要穿的防晒衣。Phóng là phòng, sai tức là phơi cái gì đó ra nắng hoặc cái gì đó bị nắng nó chiếu vào. Y là cái áo, phóng sai y tạo thành từ áo chống nắng. Phóng sai y lái là áo chống nắng đến rồi đây. Phóng sai y áo chống nắng, tại Việt Nam, ở Việt Nam, bị suy bắt buộc, yêu chuan đỡ, cần phải mặc. Phóng sai y áo chống nắng. Phóng sai y lái là phóng sai y, tại Việt Nam, bị suy yêu chuan đỡ, phóng sai y. Thái sai là trở biên.Ở đâu đó mà nắng gắt quá chúng ta sẽ nói là thai sai là chờ biên ở bên đây thai sai là chờ biên phóng sai y phóng sai y phóng sai chuyến phóng sai chuyến đen sư tại Trung Quốc mấy Trung Quốc sư mấy phóng sai chuyến phóng sai chuyến đen sư tại Trung Quốc mấy phóng sai chuyến phải chống nắng đen sư nhưng tại Trung Quốc ở Trung Quốc mấy không có phóng sai chuyến đen sư tại Trung Quốc mấy中国是没有防晒裙的。中国ở Trung Quốc是没有không có防晒裙的và chống nắng. Ở bên Trung Quốc thì cái đồ chống nắng họ không nhiều như chúng ta mà lại còn rất là mỏng nữa, áo chống nắng ở bên Trung Quốc rất là mỏng. Trung Quốc 是没有防晒裙的。现在我们到了鞋子的地方，男士鞋，男士鞋。此时此刻我很想拥有一双拖鞋，男士的拖鞋啊。拖鞋。现在我们到了鞋子的地方，男士鞋。现在 bây giờ, 我们来到了, chúng ta đến tới, 鞋子的地方, khu bán giày, 鞋子 là giày, 男士鞋, giày nam. 现在我们到了鞋子的地方, 男士鞋。此时此刻, 我很想拥有一双拖鞋, 男士的拖鞋。Sự sứ sự khờ nghĩa là ngay chính lúc này đây. Ủa hẳn xẻng tôi rất muốn dung hiểu có y xoang một đôi thua xía dép lê. Chúng ta nhớ từ thua xía nhé. Sự sứ sự khờ Ủa hẳn xẻng dung hiểu y xoang thua xía nán sư tờ thua xía. Lại Siêu xiền đồ xía zi Phê chẳng hào kàn nán sân chuan ở Zài yếp giảo chậu Nán sư tờ siêu xiền xía.来休闲的鞋子非常好看男生穿了再也不脚臭来 now 休闲的鞋子鞋子 là giày 休闲 tức là nó rất là thoải mái、rất là nhàn hạ hoặc thoải mái 休闲的鞋子 có nghĩa là giày để đi chơi tức là dùng để phân biệt với lại giày công sở chẳng hạn 非常好看vô cùng đẹp 男生穿了đàn ông đi vào 再也不là không gì đó nữa脚臭了会真来休闲的鞋子非常好看男生穿了再也不脚臭男士的休闲鞋男士的休闲鞋在地球人叫男来啦运动鞋来啦粉红色的运动鞋来了啊运动鞋来了啊粉红色的运动鞋来了啊 đến rồi đây 运动鞋 là giày thể thao运动鞋来了啊，giày thể thao đến rồi đây.
粉红色的运动鞋在腿套某红。来了啊，运动鞋来了啊，粉红色的运动鞋。高跟鞋，我现在最痛恨的鞋子，高跟鞋，高跟鞋。高跟鞋，我现在最痛恨的鞋子，高跟鞋，高跟鞋，giày hoặc là dép cao gót. 我现在最痛恨的鞋子, 鞋子, loại giày dép mà. 我现在, tôi bây giờ, 最痛恨的, hận nhất, hoặc là ghét nhất. 高跟鞋, giày cao gót. 高跟鞋, 我现在最痛恨的鞋子, 高跟鞋. 因为他的脚很痛了, 走路太久, bởi vì là đi bộ quá là nhiều, bạn ấy rất là đau chân rồi. 来啦, 凉鞋, 凉鞋。凉鞋，凉鞋，鞋 là giày dép, 凉 là mát, mát mẻ. 凉鞋 nghĩa là giày sang đan, 凉鞋。好，现在这边是内衣，内衣。都不好意思，坐吧。好，现在这边是内衣，内衣。好 ，OK。现在 bây giờ 这边是 bên này là 内衣 là áo lót hoặc nội y。Nay y vừa nghĩa là để chỉ cái đồ đồ mặc bên trong nói chung của chúng ta, vừa nghĩa là để chỉ áo chip của phụ nữ. Họ xin trai chưa biến sự nay y, nay y. Tôi không ý sự là chỗ ba. Là bạn ấy, khi đấy bạn ấy rất là ngại. Rồi sau đây là nội khu, nội khu. Đây là quần áo, quần áo. Rồi sau đây là nội khu.然后và这是 đây là 内裤quần chip tức là quần mà chúng ta bé xíu xíu mà chúng ta mặc bên trong á 内裤内裤这是袜子袜子这是 đây là 袜子là cái tất chúng ta xỏ để đi giày hoặc vào mùa đông chúng ta đi cho ấm chân 这是袜子袜子và trường giáo sư xin bổ sung thêm với các bạn một vài từ nữa. Ban nãy chúng ta có từ 内衣 là nội y tức là đồ để mặc bên trong cho nên chúng ta có từBảo noãn nầy y là áo giữ nhiệt. Bảo là bảo tức là lưu hoặc giữ. Noãn là sự ấm áp. Bảo noãn nầy y là áo giữ nhiệt. Chiêu khủ là quần giữ nhiệt. Và thưa các bạn, bài học chúng ta hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like và share để ủng hộ Thị Trung 518 các bạn nhé. Bye bye. 裙子牛仔裤来啦！牛仔裤，牛仔裤，牛仔裤 ，OK。衬衫来啦！衬衫，粉红色的衬衫，衬衫。来啦，帽子，这个帽太丑啦，兄弟。不是很好看。太丑了，帽子，帽子。这是粉色。哦，我要崩溃了，这个太丑了，这个、帽子。帽子，这裙子还不错哦。裙子刚刚咱们说到连衣裙，连衣裙，连衣裙是连起来，连起来的裙子叫连衣裙，连起来的裤子叫做连体裤。那在那边穿的叫连体牛仔裤，连体牛仔裤啊，我们去找找。连体的牛仔裤啊，哦，这连体的牛仔裙，这连体的牛仔裙。哦，连体的牛仔裤，连体的牛仔裤，比较短。咱们是说洗头的，大家看一下手提包，手提包。我们现在去看高跟鞋，我现在脚上穿的就是高跟鞋，很累。来，口罩，口罩，口罩，口罩。防晒衣来啦！防晒衣在越南必须要穿的防晒衣，太晒了这边。防晒衣、防晒裙、防晒裙，但是在中国没有，中国是没有防晒裙的。现在我们到了鞋子的地方，男士鞋，男士鞋。此时此刻，我很想拥有一双拖鞋，男士的拖鞋啊，拖鞋。来，休闲的，哎呀，休闲的鞋子，
非常好看，男生穿了再也不脚臭，男士的休闲鞋。来啦，运动鞋来啦，粉红色的运动鞋。来，高跟鞋，我现在最痛恨的鞋子，高跟鞋，高跟鞋。来啦，凉鞋，凉鞋。好，现在这边是内衣，内衣，都不好意思，走吧。然后这是内裤，内裤，这是袜子，袜子。